Happy New Year everybody. Chúc mừng năm mới. Chúc gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thì nhiều phát tài. Chúc cho Kimberly, Andrew học giỏi, mau lớn. Chúc cho bà xã trẻ mãi lâu già. Mãi lâu già. Kiểu chả. Lì xì, lì xì. Ê, hùng cái lì xì à? Không, cái này lì xì. Kiếm kiếm liên qua đây cái kia. Cái cây này nè, cây này. Cái nào? This one. Cái nào đẹp ha? Cái này hai màu màu đỏ là tượng trưng cho đào. Màu xuân là chỉ gặp như đây thôi. Màu vàng cho mai. Mai vàng. Cái này cho miền Bắc. Miền Nam. Okay, Happy New Year. Hello. Rồi, phan tắt nha. Thank you, Kim. Đào đẹp quá à. Anh chụp cho em tắm đi anh. Ok. Chụp cho em tắm đi. Đặc biệt là nguyên cái xóm này chỉ có nhà mình là có cây đào thôi nha. Nguyên một cái dãy này luôn là chỉ có nhà của thỏ có cây đào. Cái nhà bé thỏ có cây đào thôi dạ, nè, thấy không? Cây mai nè. Nó còn đang nổ gì? Đang nở. Nó đang nở thêm nhiều nữa nha. Cái này là đang mới có nở một phần thôi. À. Nó nở hết là đỡ được hết luôn. Cái này luôn. Một tuần nữa là nở đầy hết á. Nè. Cái chừng té nha. Hái đào. Hái bông đào. Hái đào qua đào chỉ ngắm không được hái. Dễ hả? Ngắt được mà. Hoa là chỉ được ngắm không được hái. Ok. Happy New Year. Happy New Year ông xã. Happy New Year. Rồi. Ông xã chụp cho em tấm này đi. Đó. Đây là bông vàng nha. Mình có tới này gọi là bông mai dây. Mai dây. Mai dây nè, nở ngay Tết luôn nè. Nghe nói cái này ở một phần thôi nha. Nghe nói cái này ở California thì nó ra bông nhiều hơn là ở các tiểu bang khác á. Hình như là Houston nó ra được có vài cái, chị Thi nói hôm qua ra được có mấy cái thôi. Ở mình thì nở, chị thấy chị nó chọi xong rồi. Còn hai cây trong đây nữa nè. Đây có hai cây nữa thấy không? Có hai cây nữa. Hả? Happy New Year, Joe. Tắc nhà trồng không cây không thuốc. Cái này hả, cái vỏ này nó ngọt lắm. Rất là ngọt. Cái vỏ tắc thì ngọt, nhưng mà cái nước tắc thì chua. Hai cái mix lại với nhau. Chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà cái vỏ chua ngọt ngon lắm. Rồi, Happy New Year cả nhà nha. Love you everybody. Happy New Year.